về đến shop luôn, tiếp tục khoe hàng với mấy chị nè. Cái mẫu này thì sẽ có màu vàng, màu bạc và màu đen cho mấy chị nha. Gót cao 5 phân luôn, hàng rất là đẹp mấy chị ơi. Những cái hàng này khi mà lên chân là nhức nhói luôn á, không thể nào mà chê được cái điểm nào luôn á. Cái dây hộp là hình hoa mai nè, sáng lấp lánh luôn ha. Màu bạc lên chân cũng rất là sáng, da rất là trắng luôn. Đặc biệt Tết là em thấy ai cũng sơn móng chân nè, thì những cái màu vàng, màu bạc á, nó sẽ tôn cái màu da của mình lên, rất là trắng sáng chân mấy chị ha. Cái dây hoa mai này cực kỳ đẹp luôn á. Sản phẩm tại cửa hàng là sẽ được bảo hành keo miễn phí trọn đời cho mấy chị luôn. Đặc biệt là trong tháng cận Tết này á, Tết sắp đến rồi, ở dây búp bê Vĩnh Long á, cũng có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi nha. Giảm giá trực tiếp từ 10 đến 50% tất cả sản phẩm luôn. Những cái sản phẩm mới về tại cửa hàng á, thì cũng có ưu đãi giảm trực tiếp 10% luôn. Mấy chị có phiếu giảm giá thì hãy đem theo nha. Rất là nhiều cái chương trình ưu đãi, ngoài ra còn quà tặng nữa. Quà tặng mới về tại cửa hàng, những cái cột tóc nhỏ nhắn xinh xinh, rất là nhiều mẫu luôn. Mẫu này thì giá niêm yết 249.000. Trong Tết này á, thì khi đến shop em mua hàng ở những cửa hàng giày búp bê Vĩnh Long, mấy chị sẽ có chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp nữa, vừa rẻ vừa đẹp vừa bền. Sản phẩm sẽ được bảo hành keo miễn phí trọn đời luôn cho mấy chị nha. Hãy mau mau đến ngay cửa hàng giày búp bê Vĩnh Long. Hàng mới về là mấy chị sẽ dễ lựa lắm, có đủ size luôn, từ 35 đến size 39 cho mấy chị luôn ạ. Đẹp lắm mấy chị ơi.